60 phút vàng săn hàng giá sốc, giá giảm siêu sâu. Sản phẩm dẫn đầu tại VTV Hyundai. 60 phút vàng giờ đẹp sang quà. Tuyệt sale daily, giá quà đúng ý. Xin chào quý vị đã đến với khung giờ vàng tại VTV Hyundai. 60 phút vàng này, sản phẩm nào sẽ xuất hiện đây ạ? Thường thì những bộ sản phẩm được lựa chọn trong 60 phút vàng, tức là khung giờ vàng tại VTV Hyundai là những sản phẩm luôn luôn có mức giá và quà tặng hấp dẫn hơn cả trong những chương trình bình thường. Thì ở đây hôm nay chúng ta đã được nhìn thấy quay trở lại là hai chiếc lá màu xanh Nature Gift, một trong những dòng sản phẩm rất là nổi tiếng sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ luôn. Và nếu như các cô chú anh chị nào đang chờ đợi để mua được những viên uống đông trùng hạ thảo Wellness Nutrition của hai chiếc lá màu xanh thì không thể bỏ lỡ khung giờ này cùng với Minh Thắng và Linh Hương nhé. Không thể bỏ lỡ là bởi vì cái chất lượng của sản phẩm của Nature Gift ngày hôm nay sẽ là Wellness Nutrition viên uống đông trùng hạ thảo, và không thể bỏ lỡ nữa khi mà chúng ta sẽ sở hữu một bộ sản phẩm mà không phải chỉ là một hộp, hai hộp hay là ba hộp mà lên đến là 4 hộp quý vị nha. Mức giá cho 60 phút vàng của khung giờ phát sóng này á, thì chỉ là 1.390.000 đồng mà thôi. Chưa kể đến là chúng ta sẽ có quà tặng đi kèm. Mà quà tặng này á, nếu mà mua thì chắc ở đâu đó cũng phải mất vài trăm ngàn đồng quý vị nhá. Một thương hiệu á, đã khẳng định được những cái giá trị uy tín, chất lượng trên thị trường, rồi quà tặng cũng vô cùng hấp dẫn nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ một lần nữa kiểm tra lại xem đơn hàng của sản phẩm trong 60 phút vàng ngày hôm nay là gì. 4 hộp đông trùng hạ thảo, mỗi hộp như thế này là 90 viên cho một hộp, thì chúng ta khi mua 4 hộp sẽ sở hữu là 360 viên. Giá ưu đãi của ngày hôm nay chỉ có 1.390.000 đồng mà thôi. Tặng cho quý vị một hộp trà sâm với số lượng là 100 gói. Và tặng thêm cho quý vị một chiếc máy quạt mẫu ngẫu nhiên như thế này. Và nếu tính quà tặng thôi thì cũng đã vài trăm ngàn đồng rồi. Thôi thì bây giờ không thể bỏ lỡ với quà tặng này và bộ sản phẩm ngày hôm nay, thì chúng ta có thể gọi điện thoại về cho chương trình ngay bây giờ quý vị nhé. Đây chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Wellness Nutrition viên uống đông trùng hạ thảo của Mỹ. Sản phẩm cao cấp được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, đạt chứng nhận FDA của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Và cũng có cam kết về chất lượng để các cô chú anh chị yên tâm, hoàn tiền 500% nếu không phải sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Wellness Nutrition này thì là những viên uống đông trùng hạ thảo với hàm lượng trong mỗi viên nang chiết xuất nấm đông trùng hạ thảo rất là cao, 525mg cho một viên, và sẽ hiệu quả nếu như mà chúng ta uống một viên một ngày cùng với bữa ăn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng đã là thực phẩm bảo vệ sức khỏe á thì chúng tôi luôn khuyên là mình nên dùng kiên trì. Đấy là lý do tại sao mà một lần cung cấp không bao giờ là một hộp, tức là một cái lọ này này. Thì nó quá ít để chúng ta có thể trải nghiệm là cơ thể của mình đã thay đổi thế nào. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ có số lượng lên tới là 4 hộp, hay mình gọi là 4 lọ cũng được ạ. Chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng lâu dài, cả nhà cùng dùng. Và những viên uống này với cái hàm lượng nấm đông trùng hạ thảo cao như vậy sẽ dễ dàng thẩm thấu vào cơ thể của chúng ta. Khi mà thẩm thấu thì có nghĩa là cơ thể của chúng ta sẽ cảm nhận được từ từ cho những sự thay đổi này khi mà chúng ta sử dụng duy trì đều đặn mỗi ngày. Thật ra cái này khi mà chúng ta nói về cái câu chuyện của cuộc sống đời thường á, nó sẽ có những cái yếu tố về chất lượng cuộc sống luôn. Để chúng ta có thể duy trì được những cái hoạt động, ví dụ như là tập luyện thể dục thể thao, rồi những cái hoạt động của công việc, của những cái câu chuyện trong nhà với mỗi thành viên khác nhau, chúng ta thường hay hỏi nhau là mình có khỏe không? Chị Hương có khỏe không? Ông bà cha mẹ có khỏe không? Tại vì rõ ràng khi chúng ta hỏi điều đó có nghĩa rằng chúng ta quan tâm đến sức khỏe của những người mà mình yêu thương, của những người đối diện, của những người đồng nghiệp của mình. Vậy thì bây giờ làm sao đây ạ? Chúng ta phải biết được rằng cơ thể của chúng ta có thể sẽ bị lão hóa mỗi ngày, cũng có thể là sẽ bị suy nhược và tinh thần cũng có thể uể oải sau những giờ làm việc căng thẳng, sau những sự mệt mỏi. Vậy thì khi mà chúng ta đã hiểu được điều đó thì chúng ta phải có những cái bí quyết. Mà khi mà nói về bí quyết nha chị Hương, Thắng sẽ chia sẻ ngay một cái câu chuyện luôn là Thắng có những người anh em kiểu chơi trong nhóm với nhau á, thì có những người rất là thành đạt, giống như là họ có một cái vị trí cao trong một công ty nào đó, và cũng có những người là giám đốc và tổng giám đốc của một công ty luôn. Nhưng mà khi mà có những cái cuộc gặp gỡ với nhau, ngồi nói chuyện với nhau, bảo là làm sao mà họ có thể quán xuyến được nhiều việc như vậy, có nghĩa là vừa việc công ty này, vừa việc nhà, hạnh phúc gia đình này, mà lúc nào cũng cảm thấy họ rất kiểu như là một tinh thần tràn đầy năng lượng và cũng như là sinh lực của một người đàn ông lúc nào cũng mạnh mẽ hết. Thì bắt đầu là mới hỏi nhau là, thì họ mới chia sẻ là họ có bí quyết. Cái bí quyết của họ đơn giản là họ biết được rằng cái khối lượng công việc, cái khối lượng mà họ phải
chịu đựng cũng như là áp tải mỗi ngày như vậy á, nó quá nhiều, nên họ phải có những cái sự chăm sóc riêng. Và chăm sóc đó là bí quyết. Và bí quyết nó cũng sẽ là những cái sản phẩm giống như là thực phẩm bảo vệ sức khỏe của ngày hôm nay, đó là viên uống đông trùng hạ thảo Wellness Nutrition đến từ Mỹ này quý vị nhá. Mà nói về thương hiệu của Mỹ nữa, là thương hiệu hai chiếc lá này thì lại thêm một lần nữa chúng ta khẳng định về sự uy tín và chất lượng của sản phẩm, bởi vì đã có hơn 1 triệu sản phẩm của Natural Gift đã đến tay người tiêu dùng. Mà đâu dễ gì một thương hiệu mà được nhiều người yêu thương như vậy, phải có cái hiệu quả như thế nào thì họ mới truyền tay nhau. Giống như là Thắng mà có cái gì hay á, Thắng sẽ nói này, chị Hương ơi, mua cái này đi, tốt lắm, mua cái này đi, đang có khuyến mãi này. Đấy, kiểu như vậy. Đúng rồi, và khi mà chúng ta săn được một cái mặt hàng nào đó thì mình cũng rất muốn là nhiều người thân yêu của mình cũng cùng được sử dụng. Đúng. Những cái viên uống đông trùng hạ thảo này á, thì trong khoảng thời gian 3 năm trở lại đây, Hương thấy là bán rất nhiều, rất chạy tại VTV Hyundai luôn. Có nghĩa là mình thấy mừng vì là mọi người đã bắt đầu sử dụng nhiều hơn những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe như thế này. Tại vì á, riêng đông trùng hạ thảo mà nói là một trong những cái thứ bổ, tức là nếu mà nói riêng là đông trùng hạ thảo từ thời xưa cho đến tận bây giờ nhá, vẫn luôn được truyền tai nhau là gì ạ? Là đồ bổ, có nghĩa là bổ toàn cơ thể của mình ấy. Nếu được hỏi là ăn cái gì, uống cái gì để có thể hỗ trợ tăng cường thể lực và cả sinh lực thì ai cũng sẽ biết đến đông trùng hạ thảo. Nhưng đông trùng hạ thảo ở dạng nào và đông trùng hạ thảo sử dụng như thế nào để nó có hiệu quả? Thì với người Việt Nam của chúng ta, mình luôn luôn hình dung đông trùng hạ thảo là đắt đỏ, đúng không ạ? Nó đắt thật mà. Nó đắt thật chứ nó không hề rẻ đâu. Và Hương với Thắng lúc nãy có nói đùa là nửa chương trình sau là để cho Thắng đi Giang Tây Tạng lấy đông trùng hạ thảo để xem là nó khó khăn như thế nào. Vì khai thác đông trùng hạ thảo thời xưa là gì, và kể cả bây giờ luôn, nếu mà thủ công là mình sẽ phải tìm những cái vùng đất cao, ví dụ như là Tây Tạng, thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, để ở cái nơi đó đông trùng, có nghĩa là mùa đông là con trùng nó ở sâu dưới lòng đất đấy ạ. Đó, để xong bắt đầu là nó hấp thụ dinh dưỡng từ cái đất đó, rồi bắt đầu được ký sinh bởi sâu bướm, thì nó trồi lên khỏi mặt đất thì nó thành cái cây vào mùa hạ, cho nên mới gọi là đông trùng hạ thảo đấy. Thì cái dinh dưỡng đấy nó mới là dinh dưỡng hợp lý để chúng ta nạp vào cơ thể. Thế nhưng với cái giá thành 200-300 triệu thì chúng ta ăn được bao nhiêu lần? Đấy là lý do tại sao mà mình phải chọn một cái cách thức nó nhẹ tiền hơn, nhưng mà mình bồi đắp tí một để mỗi ngày ông bà cha mẹ của chúng ta hay chính chúng ta sẽ có được một cái dưỡng chất tốt vào cơ thể, nhưng lại không phải chi quá nhiều tiền. Đúng, chính xác. Nếu mà chi quá nhiều tiền cùng một lúc, mà đặc biệt là trong cái thời buổi kinh tế hiện nay nữa thì rất là phải đắn đo luôn. Nhưng mà ngày hôm nay á, thì công nghệ cũng đã tân tiến, các nhà khoa học cũng đã bắt đầu là bắt tay vào những cái câu chuyện, những cái quá trình làm sao để có thể có một cái đông trùng hạ thảo, những viên uống, viên nang như thế này nó tiện lợi hơn mà cái giá thành của nó vừa tiền hơn, để tất cả những ai mà chúng ta muốn chăm sóc sức khỏe của mình thì cũng có thể mua về sử dụng. Mà hôm nay nhá, người Việt mà xài hàng Mỹ tại Việt Nam, cái đó mới là cái đáng để nói. Chứ trước đây muốn xài hàng Mỹ là phải có người thân xách tay về, phải có những người bạn bè đồng nghiệp họ đi công tác hoặc họ đi du lịch bên đó là cũng phải nhờ mua, thì phải chờ là ít nhất là đâu đó cũng phải 1 đến 2-3 tháng thì họ mới về, thì lúc đó mới biết là ô, cái hàng Mỹ này nó như thế nào. Lúc đó mới bảo ôi, tôi đã được xài hàng Mỹ tại Việt Nam rồi. Nhưng mà không, bây giờ mình không cần phải chờ đợi lâu nữa, mình chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi về ngay cho VTV Hyundai để chúng ta có thể mua một sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ mang về Việt Nam luôn quý vị nhá. Nếu mà nói đây là bí quyết của người Mỹ thì quả là không sai, bởi vì người Mỹ họ sống ở một đất nước tân tiến hơn Việt Nam, cái đó chúng ta phải công nhận. Nhưng họ biết được rằng cái yếu tố nào là cái yếu tố tốt và cái bí quyết nào giúp cho họ có thể có những cái sinh lực, sinh lý mạnh mẽ, khỏe mạnh mỗi ngày. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng đã biết được đó, cái câu chuyện là ở đây là Wellness Nutrition, là viên uống đông trùng hạ thảo, họ đã biết để sử dụng. Vậy thì tại sao chúng ta nghe cái câu chuyện đó chúng ta kiểu không học theo, không bắt chước? Bởi vì đây là một trong những cái công thức bí quyết tốt mà. Chúng ta thấy là đã là tốt thì phải truyền tai nhau để sử dụng. Nhưng mà riêng trong khung giờ này, 60 phút vàng siêu trợ giá của đợt này thì cả Thắng và Hương đều rất thích, bởi vì là cái phần quà tặng ấy khi mà được sắp đặt cho bộ sản phẩm này rất là thú vị, mình phải dùng cái từ là như vậy. Vì sao ạ? Thường ạ, chúng ta sẽ thấy là quà tặng của những cái bộ sản phẩm liên quan tới viên uống đông trùng hạ thảo nó sẽ là những cái dạng viên uống khác, hoặc là để bổ các cái bộ phận khác cho cơ thể. Nhưng mà hôm nay ngoài một hộp trà sâm 100 gói, chúng ta biết là cái trà sâm này thì nhiều cô chú cũng rất là thích ạ. Tại vì là mình pha trà tiếp khách ý, thì cái trà sâm này cũng rất là sang trọng luôn. Nhưng cái món quà thứ hai cũng là món quà rất đặc biệt mà Hương phải gọi là
tâm đắc cực kỳ luôn ý, đó chính là chiếc quạt này đây ạ. À, tại sao mà chúng ta lại tặng nhau cả một cái món quà xịn như thế này? Tại vì á, Đông trùng hạ thảo thì quý vị biết là mua rất nhiều tại VTV Hyundai rồi, nhưng để được cái món quà là một chiếc quạt điện với cái kiểu dáng màu sắc ngẫu nhiên á, mà lại là cái kiểu dáng mà Hương thấy bây giờ nhà nào cũng dùng cái này này. Tại vì thứ nhất là nó rất là an toàn vì cái lồng quay của nó cách hẳn với cái quạt rất là xa luôn, cái cánh quạt ấy ạ. Rồi là các cái thao tác nó cũng rất là dễ dàng, trông nó nhỏ gọn thôi nhưng mà cái cấp độ gió của nó cũng rất là mát luôn. Đó, quay phải nói là bay ra đến tận kia là cũng gió ngút ngàn luôn đấy ạ. Nấc từ số 1 cho tới số 3, mình muốn quay thì mình ấn quay, không muốn quay thì mình ấn dừng. Thì đây là một trong những chiếc quạt mà Hương cảm thấy là bình thường mình mua thằng có tên là mấy trăm ngàn đồng đấy. Mấy trăm chứ. Bây giờ hỏng một cái quạt điện ở nhà thôi, mình đi mua lại nó cũng rơi vào tầm nhẹ nhàng nhá là cũng phải 400 ngàn là ít á. 400. Không, à, lần 400 trước em mua là cái loại mini về tí TV này này. À, nó nhỏ hơn. Cái này chắc phải 500-600 đấy. Mà nó chắc êm không ạ? Bật số to nhất mà rất là êm luôn. Thì chúng ta thấy là đây là một trong những cái món quà tặng mà Hương thấy á, gia đình của chúng ta chắc chắn sẽ cần. Dù là đúng nhà rồi. Có máy lạnh, dù là mình ở cái vùng lạnh hay vùng nóng, bao giờ trong nhà cũng phải có một cái quạt máy như thế này. Phải có chứ, tại vì thật ra là cái quạt nó sẽ giúp cho chúng ta thông thoáng hơn, ngôi nhà thoải mái hơn và sống nó sẽ mát lạnh hơn trong lạnh hơn đấy. Mỗi ngày. Vậy nên thôi bây giờ như thế này đi, để sở hữu được cái quà tặng là một chiếc quạt máy như thế này, một hộp trà sâm với 100 gói ở bên trong, thì chúng ta chỉ cần có một đơn hàng thành công. Và đơn hàng ngày hôm nay đó chính là những viên uống đông trùng hạ thảo Wellness Nutrition. Chúng ta sẽ có một bộ như vậy là 4 hộp quý vị nha. Mức giá chỉ là 1.390.000 đồng mà thôi. Đừng bỏ lỡ qua quà tặng hấp dẫn trong 60 phút vàng này. 60 phút vàng sẵn hàng giá sốc, giá giảm siêu sâu. Sản phẩm dẫn đầu tại VTV Hyundai. 60 phút vàng giờ đẹp sắc quà. Tiếp theo Daily, giá quà đúng ý. Từ ngàn xưa thì chúng ta đã biết là đông trùng hạ thảo được khai thác một cách thô sơ. Và ở giai đoạn này á, thì đông trùng hạ thảo khai thác không hề dễ dàng. Hoàn toàn phải bằng sức người và phải tìm ở những nơi thổ nhưỡng khí hậu cực kỳ là phù hợp thì mới có thể lấy được những con đông trùng hạ thảo ở dạng nguyên con như thế này. Tuy nhiên chúng ta biết là giá thành cho những con đông trùng hạ thảo dù là ở dạng tươi hay là ở dạng khô mà còn nguyên hình hài như vậy nó sẽ rất là đắt. Quá trình hình thành đông trùng hạ thảo thì chắc là cũng có nhiều quý khán giả biết rồi đúng không ạ? Mùa đông thì nó là côn trùng, còn mùa hạ thì nó là cái cây. Và khi mà ở dưới lòng đất á, thì nó như là một con sâu ạ. Sau đấy thì đã được ký sinh, hút hết những cái dưỡng chất từ lòng đất, trồi lên khỏi mặt đất thì sẽ thành một cái cây. Và khi trồi lên mặt đất thì cũng là khoảng thời gian thời tiết vào mùa hạ. Cho nên mới gọi là đông thì là con trùng, gọi là đông trùng. Hạ thảo có nghĩa là mùa hạ thành cái cây. Và những cái dưỡng chất này đã được nghiên cứu từ ngàn xưa rồi. Thời vua chúa đã luôn luôn phải sử dụng đông trùng hạ thảo để bồi bổ cơ thể. Cách khai thác này cũng tốt. Và cách khai thác này cũng là một trong những cách khai thác có thể nói là làm cho giá thành của đông trùng hạ thảo cũng cao hơn rất nhiều bởi vì nó thô sơ. Nhưng bên cạnh đó thì mình cũng phải loại bỏ rất nhiều tạp chất từ cách khai thác dưới lòng đất như vậy. Và mỗi một lần thì mình không thể nào mà khai thác được quá nhiều tại vì tùy vào vùng đất thì mới có được số lượng đông trùng hạ thảo nhất định thôi. Bởi vậy cho nên giá thành cho đông trùng hạ thảo nó rơi vào mấy trăm triệu là cũng có. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta đang có một cái giải pháp mà có lẽ là sẽ hiệu quả hơn, hợp lý hơn cả về giá tiền. Với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Wellness Nutrition, viên uống đông trùng hạ thảo của Mỹ, sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ luôn. Và đây là dòng sản phẩm cao cấp đã đạt chứng nhận FDA của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Và có một cái cam kết rất là mạnh mẽ cũng khẳng định chất lượng luôn. Đó chính là cam kết bồi thường 500% nếu sản phẩm không phải sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Hàm lượng trong mỗi một viên nam của viên uống này rất là cao luôn. Chiết xuất nấm đông trùng hạ thảo lên tới là 525mg cho một viên. Hiệu quả tốt khi mà chúng ta sử dụng một viên một ngày cùng với cả bữa ăn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nhiều cô chú anh chị cũng đang hỏi là tại sao mình nên dùng đông trùng hạ thảo thường xuyên? À, tại vì đông trùng hạ thảo có rất là nhiều dưỡng chất, chứa nhiều axit amin, khoáng chất và vitamin nữa, rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Có thể hỗ trợ là gì ạ? Tăng cường sức khỏe này, bồi bổ cơ thể này, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng này, tốt cho người vừa ốm dậy, tốt cho người sau phẫu thuật, phù hợp với người lớn tuổi bị suy giảm sức khỏe và phù hợp với người cần bồi bổ cơ thể. Nào, mình thử quan sát xem ạ. Trong gia đình của chúng ta có phải là mình sẽ có rất nhiều cô chú, thậm chí là anh chị luôn luôn trong tình trạng mệt mỏi, thiếu ngủ, làm việc quá căng thẳng. Vậy thì lúc này dưỡng chất nào có thể bồi đắp lại vào cơ thể của chúng ta để có thể hỗ trợ hoàn lực mà nhanh, thậm chí là tiện, thì có lẽ những viên uống đông trùng hạ thảo của Mỹ này vẫn đang luôn là lựa chọn rất là hữu hiệu của nhiều gia đình Việt Nam chúng ta.
những cái dưỡng chất từ đông trùng hạ thảo á, không phải chỉ mang cái tính chất là bồi bổ cơ thể không, mà nó còn hỗ trợ hoàn lực, thể lực và cả sinh lực nữa. Những người đàn ông luôn được ví là trụ cột trong gia đình. Và nếu như những người trụ cột này mà không khỏe thì làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho các chị em phụ nữ cũng như là các con của mình được, đúng không ạ? Vậy thì bồi bổ sức khỏe cho nam giới cũng là cách để chúng ta có thể giữ gìn, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Và từ ngàn xưa thì đông trùng hạ thảo cũng luôn luôn làm được cái công việc này rất là tốt luôn. Tại vì dưỡng chất từ đông trùng hạ thảo cũng hỗ trợ rất nhiều trong việc hoàn lực, tăng cường thể lực và sinh lực. Với cái hàm lượng trong mỗi một viên nang này là 525mg nấm đông trùng, cho nên là mình thấy nhiều người sử dụng thấy có hiệu quả rất là tốt luôn. Và ngày hôm nay, lý do chúng ta cung cấp cho nhau 4 hộp là để làm gì ạ? Để mình có thể nghe ngóng cơ thể của mình sau một cái liệu trình 4 hộp này. Mỗi hộp này là 90 viên, vậy là hôm nay nếu sở hữu thành công, chúng ta sẽ có 360 viên uống đông trùng hạ thảo. Nhưng đáng kể nhất chính là quà tặng ạ. Quà tặng duy nhất có trong khung giờ này, 60 phút vàng, khung giờ vàng tại VTV Liên Đài, đó chính là một hộp trà sâm 100 gói và một chiếc quạt máy với màu sắc kiểu dáng ngẫu nhiên. Nature Gift là một trong những thương hiệu thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thiên nhiên hàng đầu tại Hoa Kỳ. Các sản phẩm của Nature Gift đều mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe bền vững một cách toàn diện, cải thiện và đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng như trí não, tim mạch, xương khớp, hoạt huyết, đề kháng. Sức khỏe, chất lượng sống và sự phát triển luôn được chúng tôi ưu tiên và trân trọng. Điều đó được thể hiện thông qua các cam kết. Nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên, điển hình như dầu cá, dầu hạt lanh, đông trùng hạ thảo, linh chi, dây thìa canh. Sản phẩm được nghiên cứu, kiểm nghiệm chặt chẽ bởi các chuyên gia hàng đầu tại Mỹ trước khi đến tay khách hàng. Chuẩn chứng nhận FDA và đạt tiêu chuẩn GMP của Hoa Kỳ. Để được chứng nhận FDA, trước hết các nhà máy, nơi sản xuất và chất lượng môi trường làm việc của Nature Gift phải tuân thủ tiêu chuẩn CGMP, Good Manufacturing Practice. Sau đó trải qua tiếp quá trình kiểm định của FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ. Bước này có thể kéo dài nhiều năm, tập trung xoay quanh các kiểm nghiệm lâm sàng theo tiêu chuẩn y tế trên các tình nguyện viên. Nature Gift có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2016. Hiện tại, Nature Gift là thương hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thương hiệu đa dạng với hơn 30 dòng sản phẩm, mỗi tháng hơn 80.000 sản phẩm được bán ra trên thị trường toàn quốc. Món quà từ thiên nhiên, chăm sóc cuộc sống khỏe đẹp và hạnh phúc. Chúng ta thường hay hỏi nhau là mình có khỏe không? Chị Hương có khỏe không? Ông bà cha mẹ có khỏe không? Tại vì rõ ràng khi chúng ta hỏi điều đó có nghĩa rằng chúng ta quan tâm đến sức khỏe của những người mà mình yêu thương, của những người đối diện, của những người đồng nghiệp của mình. Vậy thì bây giờ làm sao đây ạ? Chúng ta phải biết được rằng cơ thể của chúng ta có thể sẽ bị lão hóa mỗi ngày, cũng có thể là sẽ bị suy nhược và tinh thần cũng có thể uể oải sau những giờ làm việc căng thẳng, sau những sự mệt mỏi. Vậy thì khi mà chúng ta đã hiểu được điều đó thì chúng ta phải có những cái bí quyết. Mà khi mà nói về bí quyết nha chị Hương, Thắng sẽ chia sẻ ngay một cái câu chuyện luôn là Thắng có những người anh em kiểu chơi trong nhóm với nhau á, thì có những người rất là thành đạt, giống như là họ có một cái vị trí cao trong một công ty nào đó, và cũng có những người là giám đốc và tổng giám đốc của một công ty luôn. Nhưng mà khi mà có những cái cuộc gặp gỡ với nhau, ngồi nói chuyện với nhau, bảo là làm sao mà họ có thể quán xuyến được nhiều việc như vậy, có nghĩa là vừa việc công ty này, vừa việc nhà, hạnh phúc gia đình này, mà lúc nào cũng cảm thấy họ rất kiểu như là một tinh thần tràn đầy năng lượng và cũng như là sinh lực của một người đàn ông, lúc nào cũng mạnh mẽ hết, thì bắt đầu là mới hỏi nhau là, thì họ mới chia sẻ là họ có bí quyết. Cái bí quyết của họ đơn giản là họ biết được rằng cái khối lượng công việc, cái khối lượng mà họ phải chịu đựng cũng như là áp tải mỗi ngày như vậy á, nó quá nhiều, nên họ phải có những cái sự chăm sóc riêng. Và chăm sóc đó là bí quyết. Và bí quyết nó cũng sẽ là những cái sản phẩm giống như là thực phẩm bảo vệ sức khỏe của ngày hôm nay, đó là viên uống đông trùng hạ thảo Wellness Nutrition đến từ Mỹ này quý vị nhá. Mà nói về thương hiệu của Mỹ nữa, là thương hiệu hai chiếc lá này, thì lại thêm một lần nữa chúng ta khẳng định về sự uy tín và chất lượng của sản phẩm, bởi vì đã có hơn 1 triệu sản phẩm của Natural Gift đã đến tay người tiêu dùng. Mà đâu dễ gì một thương hiệu mà được nhiều người yêu thương như vậy phải có cái hiệu quả như thế nào thì họ mới truyền tay nhau. Giống như là Thắng mà có cái gì hay á, Thắng sẽ nói này, chị Hương ơi, mua cái này đi, tốt lắm, mua cái này đi, đang có khuyến mãi này. Kiểu như vậy. Đúng rồi, và khi mà chúng ta săn được một cái mặt hàng nào đó thì mình cũng rất muốn là nhiều người thân yêu của mình cũng cùng được sử dụng. Đúng. Những cái viên uống đông trùng hạ thảo này á, thì trong khoảng thời gian 3 năm trở lại đây, Hương thấy là bán rất nhiều, rất chạy tại VTV Hyundai luôn. Có nghĩa là mình thấy mừng vì là mọi người đã bắt đầu sử dụng nhiều hơn những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe như thế này. Tại vì á, riêng đông trùng hạ thảo mà nói,
là một trong những cái thứ bổ. Tức là nếu mà nói riêng là đông trùng hạ thảo từ thời xưa cho đến tận bây giờ nhá, vẫn luôn được truyền tai nhau là gì ạ? Là đồ bổ, có nghĩa là bổ toàn cơ thể của mình ấy. Nếu được hỏi là ăn cái gì, uống cái gì để có thể hỗ trợ tăng cường thể lực và cả sinh lực thì ai cũng sẽ biết đến đông trùng hạ thảo. Nhưng đông trùng hạ thảo ở dạng nào và đông trùng hạ thảo sử dụng như thế nào để nó có hiệu quả? Thì với người Việt Nam của chúng ta, mình luôn luôn hình dung đông trùng hạ thảo là đắt đỏ đúng không ạ? Đắt thật mà. Nó đắt thật chứ nó không hề rẻ đâu. Và Hương với Thắng lúc nãy có nói đùa là nửa chương trình sau là để cho Thắng đi Giang Tây Tạng lấy đông trùng hạ thảo để xem là nó khó khăn như thế nào. Vì khai thác đông trùng hạ thảo thời xưa là gì, và kể cả bây giờ luôn, nếu mà thủ công là mình sẽ phải tìm những cái vùng đất cao, ví dụ như là Tây Tạng, thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, để ở cái nơi đó đông trùng, có nghĩa là mùa đông là con trùng nó ở sâu dưới lòng đất đấy ạ. Đó, để xong bắt đầu là nó hấp thụ dinh dưỡng từ cái đất đó, rồi bắt đầu được ký sinh bởi sâu bướm, nó trồi lên khỏi mặt đất thì nó thành cái cây vào mùa hạ, cho nên mới gọi là đông trùng hạ thảo đấy. Thì cái dinh dưỡng đấy nó mới là dinh dưỡng hợp lý để chúng ta nạp vào cơ thể. Thế nhưng với cái giá thành 200-300 triệu thì chúng ta ăn được bao nhiêu lần? Đấy là lý do tại sao mà mình phải chọn một cái cách thức nó nhẹ tiền hơn, nhưng mà mình bồi đắp tí một để mỗi ngày ông bà cha mẹ của chúng ta hay chính chúng ta sẽ có được một cái dưỡng chất tốt vào cơ thể nhưng lại không phải chi quá nhiều tiền. Đúng, chính xác. Nếu mà chi quá nhiều tiền cùng một lúc, mà đặc biệt là trong cái thời buổi kinh tế hiện nay nữa thì rất là phải đắn đo luôn. Nhưng mà ngày hôm nay á, thì công nghệ cũng đã tân tiến, các nhà khoa học cũng đã bắt đầu là bắt tay vào những cái câu chuyện, những cái quá trình làm sao để có thể có một cái đông trùng hạ thảo, những viên uống, viên nang như thế này nó tiện lợi hơn mà cái giá thành của nó vừa tiền hơn, để tất cả những ai mà chúng ta muốn chăm sóc sức khỏe của mình thì cũng có thể mua về sử dụng. Mà hôm nay nhá, người Việt mà xài hàng Mỹ tại Việt Nam, cái đó mới là cái đáng để nói. Chứ trước đây muốn xài hàng Mỹ là phải có người thân xách tay về, phải có những người bạn bè đồng nghiệp họ đi công tác hoặc họ đi du lịch bên đó là cũng phải nhờ mua, thì phải chờ là ít nhất là đâu đó cũng phải 1-2-3 tháng thì họ mới về, thì lúc đó mới biết là ô cái hàng Mỹ này nó như thế nào, lúc đó mới bảo ôi tôi đã được xài hàng Mỹ tại Việt Nam rồi. Nhưng mà không, bây giờ mình không cần phải chờ đợi lâu nữa, mình chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi về ngay cho VTV Hyundai để chúng ta có thể mua một sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ mang về Việt Nam luôn quý vị nhá. Nếu mà nói đây là bí quyết của người Mỹ thì quả là không sai, bởi vì người Mỹ họ sống ở một đất nước tân tiến hơn Việt Nam, cái đó chúng ta phải công nhận. Nhưng họ biết được rằng cái yếu tố nào là cái yếu tố tốt và cái bí quyết nào giúp cho họ có thể có những cái sinh lực, sinh lý mạnh mẽ, khỏe mạnh mỗi ngày. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng đã biết được đó, cái câu chuyện là ở đây là Wellness Nutrition, là viên uống đông trùng hạ thảo, họ đã biết để sử dụng. Vậy thì tại sao chúng ta nghe cái câu chuyện đó chúng ta kiểu không học theo, không bắt chước? Bởi vì đây là một trong những cái công thức bí quyết tốt mà. Chúng ta thấy là đã là tốt thì phải truyền tai nhau để sử dụng. Nhưng mà riêng trong khung giờ này, 60 phút vàng siêu trợ giá của đợt này thì cả Thắng và Hương đều rất thích, bởi vì là cái phần quà tặng ấy khi mà được sắp đặt cho bộ sản phẩm này rất là thú vị, mình phải dùng cái từ là như vậy. Vì sao ạ? Thường chúng ta sẽ thấy là quà tặng của những cái bộ sản phẩm liên quan tới viên uống đông trùng hạ thảo nó sẽ là những cái dạng viên uống khác, hoặc là để bổ các cái bộ phận khác cho cơ thể. Nhưng mà hôm nay ngoài một hộp trà sâm 100 gói, chúng ta biết là cái trà sâm này thì nhiều cô chú cũng rất là thích ạ, tại vì là mình pha trà tiếp khách ấy thì cái trà sâm này cũng rất là sang trọng luôn. Nhưng cái món quà thứ hai cũng là món quà rất đặc biệt mà Hương phải gọi là tâm đắc cực kỳ luôn ý, đó chính là chiếc quạt này đây ạ. Tại sao mà chúng ta lại tặng nhau cả một cái món quà xịn như thế này? Tại vì á, đông trùng hạ thảo thì quý vị biết là mua rất nhiều tại VTV Hyundai rồi, nhưng để được cái món quà là một chiếc quạt điện với cái kiểu dáng màu sắc ngẫu nhiên á, mà lại là cái kiểu dáng mà Hương thấy bây giờ nhà nào cũng dùng cái này này. Tại vì thứ nhất là nó rất là an toàn, vì cái lồng quay của nó cách hẳn với cái quạt rất là xa luôn, cái cánh quạt ấy ạ. Rồi là các cái thao tác nó cũng rất là dễ dàng, trông nó nhỏ gọn thôi nhưng mà cái cấp độ gió của nó cũng rất là mát luôn. Đó, quay phải nói là bay ra đến tận kia là cũng gió ngút ngàn luôn đấy ạ. Nấc từ số 1 cho tới số 3, mình muốn quay thì mình ấn quay, không muốn quay thì mình ấn dừng. Thì đây là một trong những chiếc quạt mà Hương cảm thấy là bình thường mình mua Thắng có tin là mấy trăm ngàn đồng đấy. Bây giờ hỏng một cái quạt điện ở nhà thôi, mình đi mua lại nó cũng rơi vào tầm nhẹ nhàng nhá, là cũng phải 400 ngàn là ít á. 400. Không, lần 400 trước em mua là cái loại mini bé tí như thế này. Nó nhỏ hơn. Cái này chắc phải 500. 500-600 đấy. Mà nó chắc êm không ạ? Bật số to nhất mà rất là êm luôn. Thì chúng ta thấy là đây là một trong những cái món quà tặng mà Hương thấy á, gia đình của chúng ta chắc chắn sẽ cần.
Dù là nhà có máy lạnh, dù là mình ở cái vùng lạnh hay vùng nóng, bao giờ trong nhà cũng phải có một cái quạt máy như thế nào? Phải có chứ, tại vì thật ra là cái quạt nó sẽ giúp cho chúng ta thông thoáng hơn, ngôi nhà thoải mái hơn và sống nó sẽ mát lành hơn trong lạnh hơn đấy. Mỗi ngày. Vậy nên thôi bây giờ như thế này đi, để sở hữu được cái quà tặng là một chiếc quạt máy như thế này, một hộp trà sâm với 100 gói ở bên trong, thì chúng ta chỉ cần có một đơn hàng thành công. Và đơn hàng ngày hôm nay đó chính là những viên uống đông trùng hạ thảo Wellness Nutrition. Chúng ta sẽ có một bộ như vậy là 4 hộp quý vị nha. Mức giá chỉ là 1.390.000 đồng mà thôi. Đừng bỏ lỡ qua quà tặng hấp dẫn trong 60 phút vàng này. 60 phút vàng sẵn hàng giá sốc, giá giảm siêu sâu. Sản phẩm dẫn đầu tại VTV Hyundai. 60 phút vàng giờ đẹp sang quà. Tết sale Daily, giá quà đúng ý. Bạn có hay cảm thấy những tình trạng giống như thế này không ạ? Buồn ngủ mà lại không ngủ được. Mệt mỏi, uể oải, mỗi một ngày thức dậy năng lượng gần như không có. Căng thẳng cho nên là mình không thể tập trung làm việc được. Và cái dấu hiệu lão hóa nó cũng xuất hiện rất nhiều khi mình đứng trước gương. Và mình cũng sẽ dễ bị mắc bệnh do là cơ thể bên trong của mình không khỏe. Những tình trạng này có quen thuộc với chúng ta không ạ? Có vẻ như hệ miễn dịch đã suy yếu chăng nếu như chúng ta gặp những vấn đề trên? Mà một khi hệ miễn dịch đã suy yếu rồi thì cái gì tác động vào chúng ta nó cũng rất là dễ. Bao gồm là gì ạ? Khói bụi này, ô nhiễm môi trường này, rồi nguồn nước xung quanh chúng ta không sạch này. Thì tất cả những gì mình ăn, mình uống vào cơ thể hay là mình tiếp cận kể cả qua làn da, qua cái đường thở của mình thôi, chúng ta cũng thấy là nó ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Thói quen sinh hoạt của mình nhiều khi cũng chưa được khoa học. Ví dụ các quý ông thì vẫn còn phải tiếp cận với thuốc lá này hay là những cái chất có cồn này, cộng thêm áp lực công việc quá căng thẳng mỗi ngày mà hệ miễn dịch lại còn suy yếu nữa thì chẳng có sức khỏe nào chịu nổi, đúng không ạ? Hệ miễn dịch là một trong những thứ chúng ta quan tâm hàng đầu. Vậy thì giải pháp sẽ là gì để cơ thể của chúng ta luôn khỏe, mà phải khỏe từ bên trong, khỏe từng tế bào, khỏe toàn bộ cơ thể của mình? Thì từ nhiều năm qua rồi ạ, mình đã thấy có rất là nhiều những cái dưỡng chất chúng ta có thể nạp vào cơ thể theo nhiều cách khác nhau để có thể thẩm thấu vào từng tế bào của mình. Và nếu như cơ thể của mình không khỏe mạnh thì những cái tình trạng suy kiệt về sức khỏe này, suy nhược cơ thể này, thậm chí ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, trầm trọng cả tính mạng luôn ạ, thì chúng ta cũng lo sợ, đúng không ạ? Những người lớn tuổi này hay là kể cả những thanh niên trẻ tuổi này bây giờ đều đang loay hoay tìm cho mình một cái giải pháp. Vậy thì giải pháp từ ăn uống có được không ạ? Dạ được, nhưng mà mình sẽ không có nhiều thời gian. Nếu thiếu hụt do không thể bổ sung qua đường ăn uống tươi sống hàng ngày á, thì chúng ta sẽ uống những cái viên uống đông trùng hạ thảo này. Đây là một trong những dòng sản phẩm bán rất chạy thời gian vừa qua bởi sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ của thương hiệu Nature Kit thay chất lá màu xanh rất là nổi tiếng luôn. Viên uống đông trùng hạ thảo Wellness Nutrition với cái hàm lượng nấm đông trùng trong mỗi một viên rất là cao, 525mg cho một viên. Một hộp này chúng ta sẽ có là 90 viên tất cả. Và ngày hôm nay mình sẽ mua được 4 hộp. Nếu như các cô chú anh chị còn hoài nghi về chất lượng thì mời chúng ta cùng xem luôn ạ, nhà máy sản xuất của họ đây ạ. Ở bên Mỹ cái gì nó cũng rất là tiên tiến, nhà máy sản xuất thì khép kín này, và quy trình sản xuất cũng rất là an toàn luôn, nghiêm ngặt, trải qua rất nhiều khâu kiểm định. Và tại Mỹ thì rất nhiều những dòng sản phẩm của Nature Kit, đặc biệt là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, được bày bán rất nhiều luôn. Và hôm nay thì mình tiếp cận được một trong những dòng đó, đó chính là viên uống đông trùng hạ thảo Wellness Nutrition, sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, đã đạt được chứng nhận của FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, và hoàn tiền luôn 500% nếu phát hiện sản phẩm là hàng giả. Cam kết chất lượng cũng được công bố bởi Bộ Y tế Việt Nam chúng ta khi về tới Việt Nam rồi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có cơ hội mua một lần lên tới là 4 hộp luôn nha, không phải 2 hộp, không phải 3 hộp, mà là 4 hộp duy nhất trong 60 phút vàng này. Mỗi hộp 90 viên, 1.390.000 đồng thôi. Mình nhận được 4 hộp này và quà tặng là một hộp trà sâm 100 gói và một quạt máy với kiểu dáng màu sắc ngẫu nhiên. 60 phút vàng sẵn hàng giá sốc, giá giảm siêu sâu. Sản phẩm dẫn đầu tại VTV Hyundai. 60 phút vàng giờ đẹp sắc quà. Tết sale Daily, giá quà đúng ý. Những hộp này thì chúng ta thấy nó rất là sang trọng cả về thiết kế. Tại vì Wellness Nutrition này là sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, cho nên là kiểu dáng bao bì thì chúng ta thấy cực kỳ phù hợp để mình mang đi tặng rồi. Nhưng mà những cái lọ viên uống ở bên trong này này thì cái hàm lượng nấm đông trùng hạ thảo cũng rất là cao, lên tới là 525mg cho một viên. Một hộp này của chúng ta thì mình sẽ có là 90 viên, mà hôm nay mình mua được 9 hộp, mình mua được là 4 hộp. 4 hộp này mà mình nhân với 90 viên là mình sẽ có 360 viên uống tất cả.
Và ở dạng viên uống này thì mình mang theo mọi lúc mọi nơi cũng rất là tiện luôn. Khi mà chúng ta mua đông trùng hạ thảo mà là hàng Mỹ thì các cô chú anh chị biết rằng là mình cần phải biết xem là cái nhà máy sản xuất này nó có uy tín chất lượng hay không này. Hiếm hoi lắm mình mới có thể xem được những cái hình ảnh này. Tại vì nếu không phải là đối tác thân quen của hai chiếc lá màu xanh Nature Gift thì sẽ không thể nào mà nhìn được những cái hình ảnh tại bên Mỹ như vậy đâu ạ. Và nếu như chúng ta đi Mỹ thì chúng ta sẽ thấy là Nature Gift là một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Rất là nhiều dạng mà thực phẩm bảo vệ sức khỏe khác nhau. Thế nên là bây giờ thì mình sẽ được tiếp cận với một dạng mà Hương thấy là nhiều người săn lùng nhưng mà nhiều khi mình cũng không đủ tiền để mua cái dạng đông trùng hạ thảo nguyên con như thế này. Thì chúng ta sẽ mua sang cái dạng viên uống. Cái dưỡng chất của nó cũng chẳng khác gì đâu ạ. Mình uống hàng ngày thì mình cũng bồi bổ dần dần, mỗi ngày một ít thì mình cũng sẽ có được một cái lượng giống như là chúng ta ăn đông trùng hạ thảo tươi vậy đó. Vậy nên là khi mà chúng ta đã hiểu được đông trùng hạ thảo nó có những cái thành phần dinh dưỡng từ thiên nhiên, nó có những cái yếu tố sẽ giúp cho chúng ta có thể cải thiện và hỗ trợ cho sức khỏe của mình rồi, thì bây giờ đây á, chúng ta hãy tìm những cái sản phẩm nó dễ tiếp cận hơn, giá thành nó vừa phải hơn, đó chính là những cái viên uống đông trùng hạ thảo. Mà thật ra nha, Thắng thấy thêm một điều nữa là khi mà sử dụng những cái viên uống này á, nó có sự tiện lợi. Tại vì nó được đóng trong những cái hộp rồi, nên khi mà chúng ta mua về á, chúng ta có thể dễ dàng mang theo. Chúng ta có thể đi công tác, đi du lịch, vẫn bỏ trong chiếc ba lô và vali của mình mang theo được, để chúng ta có thể duy trì và sử dụng mỗi ngày. Chứ còn nếu mà quý vị mua những cái con đông trùng hạ thảo như thế này mà người ta làm từ những cái thao tác thủ công á, về thì mình cũng rất là phải đắn đo, phải chế biến như thế nào, hoặc là phải cân đo đong đếm ra sao, cũng rất khó đúng không ạ? Vậy nên hãy làm cho cuộc sống của chúng ta có một cái chất lượng nó tốt hơn, tuyệt vời hơn. Đừng để những cái áp lực, những căng thẳng trong cuộc sống đời thường làm cho chúng ta bị giảm đi cái hiệu quả của công việc, làm giảm đi những yếu tố hạnh phúc của gia đình và cuộc sống. Cơ thể của chúng ta là như thế này, nó giống như một cỗ máy, nó giống như là những cái bộ phận trong một cái cỗ máy đó, với rất nhiều những bộ phận giống như là cái cơ thể ở bên trong của mình. Vậy thì nếu mà nó hoạt động nhiều, nó cũng lao lực, cũng coi như phải làm việc mỗi ngày, thì chắc chắn là cơ thể của chúng ta sẽ xuống cấp. Cỗ máy ấy cũng sẽ đến lúc phải mệt mỏi. Vậy thì chúng ta phải chăm sóc cho cỗ máy ấy mỗi ngày bằng cách là chúng ta sẽ mua thật nhiều những cái sản phẩm tốt. Chúng ta biết được những cái hiệu quả của những cái sản phẩm này từ những cái người thân quen họ đã từng sử dụng rồi và chia sẻ cho chúng ta. Và đặc biệt là với những cái sản phẩm đến từ những cái thương hiệu uy tín, những cái thương hiệu lớn, thì chúng ta lại càng yên tâm hơn. Vậy nên trong khung giờ này, chúng tôi gọi đây là khung giờ vàng. Và 60 phút vàng này chỉ diễn ra trong 60 phút phát sóng. Nhưng từ nãy đến giờ thì cũng đã trôi qua một khoảng thời gian nhất định rồi. Nên nếu quý vị nào mà vừa mở tivi lên, không muốn bỏ lỡ thì phải gọi điện thoại ngay lập tức. Chứ không thôi, tí nữa bảo Thắng ơi, Hương ơi, còn cái chiếc quạt quà tặng đó hay không, cô chú muốn mua, có khi là không còn. Còn 100 gói trà sâm đó hay không, có khi cũng không còn. Bởi vì chúng tôi sẽ liên tục thay đổi những cái bộ sản phẩm phù hợp với những cái món quà tặng trong những số phát sóng khác nhau. Vậy nên 60 phút vàng này có quà là chiếc quạt máy, có quà là 100 gói trà sâm. Chỉ cần quý vị đặt những đơn hàng thành công trong bộ sản phẩm ngày hôm nay mà thôi. Đó là 4 hộp Wellness Nutrition, viên uống đông trùng hạ thảo của Mỹ quý vị nhé. Đây là một trong những cái sản phẩm rất chất lượng và quen thuộc rồi. Cho nên nhiều khi các cô chú anh chị nhà mình bây giờ chỉ nhìn thấy là mua thôi, không cần biết quà tặng là gì, không cần biết ưu đãi là gì. Thế nhưng mà vì trong 60 phút vàng thì cái ưu đãi nó sẽ lớn hơn bình thường một tí xíu. Ở đây là một cái chương trình gọi là gì ạ? Siêu trợ giá. Nếu mình mua được trong 60 phút vàng là giá đã tốt hơn bình thường rồi. Huống chi hôm nay quà tặng phải nói là còn thú vị hơn rất nhiều những lần khác nữa mà Hương thấy hai chiếc lá màu xanh Nature Gift chắc là rất cân nhắc. Và nhiều khi cũng phải chịu lỗ một tí xíu đấy để gọi là thiết kế được cái quà tặng này sao cho nó hợp lý với nhiều gia đình. Thì cái quạt máy này Hương thấy vừa mới xuất hiện một cái thôi là đã nhiều cô chú gọi hỏi đấy nhỉ? Liên tục đi chứ. Vậy nên bảo là nhiều lúc cô chú gọi về mà có kẹt máy á, thì cũng thông cảm cho chúng tôi. Tại vì chúng tôi cũng luôn luôn là mong muốn là tiếp hết tất cả những cái cuộc gọi. Nhưng đôi lúc là số lượng của tổng đài viên cũng có hạn. Vậy nên nếu lỡ mà gọi bị kẹt máy thì cứ gọi lại, bởi vì cơ hội thì thường nó đi qua thì nó sẽ khó quay lại. Mà cơ hội ngày hôm nay là cơ hội của 60 phút vàng quý vị nhá. Nãy giờ đứng cạnh cái quạt này, nghe cái tiếng gió thổi làm cho mình cũng cảm thấy nó rất là thoải mái trong một cái phim trường. Và đặc biệt nữa là có ba cái nút như thế này, là ba cái nút bấm từ 1, 2, 3, nó tương ứng với cái lực
và cái cấp độ mạnh của cái sức gió được lan tỏa ra. Đấy, còn đây chỉ đơn giản là một cái nút tắt như thế này thôi. Vậy nên mới hiểu được một điều là cái cơ bản của cái chiếc quạt á, nó cũng rất dễ sử dụng. À, rất dễ sử dụng. Mà nhà nào mà không có quạt thì càng phải có. Mà nhà nào đã có một cái rồi thì cũng nên có cái thứ hai để chia đều cho các thành viên trong gia đình. Tại vì đôi lúc nha, nhà nào mà có hai bạn nhỏ là biết ngay cái câu chuyện này, là quạt á, là các bạn thường là đôi lúc giận nhau á chị Hương, là sẽ kiểu mỗi người một quạt hả? Mỗi người một quạt. Hoặc là ai lớn hơn là kiểu sẽ bắt nạt các bạn nhỏ còn lại. Mà quạt này á thì sẽ được giao kiểu dáng màu sắc ngẫu nhiên, nhưng mà cái nào chắc chắn cũng sẽ rất là đẹp và rất là tốt, bền bỉ theo thời gian ạ. Thì đây, hiếm có cái quà tặng nào mà Hương thấy nó chất lượng giống như quà tặng này. Cho nên hôm nay nhiều cô chú lúc mới bật tivi lên thì lại bảo là ớ, chương trình hôm nay bán cái quạt à? Dạ không, hôm nay cái quạt là tặng đấy ạ, không bán đâu ạ. Hộp trà sâm 100 gói này cũng là tặng, không bán luôn ạ, chỉ tặng thôi. Hai món này hoàn toàn là tặng nha. Bây giờ có khách hàng nào hỏi mua là chương trình xin phép không bán chiếc quạt này, cũng không bán gói trà sâm mà 100 gói ở bên trong này, mà hoàn toàn là quà tặng khi mình mua thành công 4 hộp viên uống Wellness Nutrition đông trùng hạ thảo sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ này. Hôm nay mình có 4 hộp, có nghĩa là tương đương với 360 viên, tại vì một hộp là 90 viên rồi ạ. Mức giá bình thường mình mua là phải gần 2 triệu, mà bây giờ nếu mình gọi điện ngay trong khung giờ vàng 60 phút vàng thì sẽ chỉ còn 1.390.000 đồng chọn bộ sản phẩm chính và quà tặng thôi. Cho nên là cô chú anh chị nào mà thấy quà tặng ngày hôm nay quá là hấp dẫn thì mình đừng bỏ lỡ nhá. Tại vì chắc chắn mình sẽ có được một chiếc quạt máy với kiểu dáng màu sắc ngẫu nhiên này và một hộp trà sâm trong đó có 100 gói trà. Đây là những cái hình ảnh mà chắc chắn là trong mỗi gia đình chúng ta đều sẽ bắt gặp. Ông bà cha mẹ của mình cũng sẽ có những lúc mà chúng ta thấy là kiểu rất mệt mỏi tinh thần, rồi cũng như là cái hiệu quả cuộc sống, rồi ngay cả những người trung niên hoặc là những người trưởng thành như chúng ta, bởi vì quá là căng thẳng áp lực với công việc, rồi ảnh hưởng trực tiếp đến những cái giấc ngủ, những cái lúc mà chúng ta về nhà thay vì là phải có một giấc ngủ ngon bên cạnh người thân gia đình thì lúc nào cũng lo âu, lúc nào cũng mệt mỏi, lúc nào cũng trong trạng thái suy nhược cơ thể cả. Thật ra là cái điều này á, nó là một cái điều rất là hiển nhiên trong một cái cuộc sống bận rộn của ngày hôm nay. Đó là guồng quay của công việc, đó là guồng quay của những mối quan hệ xã hội. Nhưng nếu chúng ta không lắng nghe cơ thể của mình, chúng ta không biết chăm sóc cho cái cơ thể của mình mà cứ để nó kiệt quệ như vậy, cứ để cho nó suy nhược như vậy, thì chắc có lẽ một ngày nào đó không xa, chúng ta sẽ gặp phải những cái trường hợp mà nó nguy hiểm đến cả những cái căn bệnh mà chúng ta không thể lường trước được. Vậy nên thôi thì bây giờ như thế này, cũng có thể là áp lực đó, cũng có thể là suy nhược đó, nhưng chúng ta sẽ sử dụng thêm những cái bí quyết như là những cái thực phẩm bổ sung, một cách nào đó giúp cho những cái bộ phận bên trong cơ thể của mình được hỗ trợ mỗi ngày, và sau đó là nó sẽ được lan tỏa ra bên ngoài bằng những cái hiệu ứng rất là đơn giản thôi. Chúng ta có những nụ cười thật tươi, chúng ta có những cái thần thái tốt và giúp cho công việc của chúng ta cũng sẽ đạt được những cái hiệu quả nhất định. Mà nếu nói về đông trùng hạ thảo thì chắc có lẽ lại là những cái bí quyết mà rất nhiều những khách hàng đã từng biết đến, từng nghe qua và từng mua những cái sản phẩm tại VTV Hyundai thì đều công nhận một điều rằng á, đây là cái sản phẩm có hiệu quả và có cái công dụng sau một thời gian sử dụng. Bởi vì đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Wellness Nutrition, viên uống đông trùng hạ thảo của Mỹ. Mà khi mà nói thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nghĩa là gì ạ? Là chúng ta bảo vệ cho sức khỏe của mình trước khi cái sức khỏe của mình nó gặp phải những cái trường hợp xấu hoặc là nguy hiểm đến sự an toàn cho chính cơ thể của chúng ta. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Wellness Nutrition, viên uống đông trùng hạ thảo của Mỹ, hàm lượng trong mỗi một viên nang chiết xuất nấm đông trùng hạ thảo rất là cao, 525mg cho một viên. Chúng ta sẽ sử dụng một cách hiệu quả khi mình dùng một viên một ngày cùng với bữa ăn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và với mỗi một cái hộp viên uống này thì chúng ta nên kiên trì sử dụng mỗi ngày để lắng nghe cơ thể mình thay đổi, quý vị nhé. Vì sao chúng ta lại nên sử dụng đông trùng hạ thảo thường xuyên? Để có thể hỗ trợ tăng cường sức khỏe, bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, tốt cho người mới ốm dậy, tốt cho người sau phẫu thuật, phù hợp với người lớn tuổi bị suy giảm sức khỏe và phù hợp với người cần bồi bổ sức khỏe. Với bộ sản phẩm này á, thì có lẽ khi mình sở hữu xong thì cả gia đình mình, ví dụ như là các cô chú lớn tuổi này, các anh chị đang trong độ tuổi đi làm kiếm tiền thường xuyên gặp những cái vấn đề căng thẳng mệt mỏi này, chúng ta đều có thể sử dụng được. Và một lần mình sẽ mua được 4 hộp viên uống đông trùng hạ thảo, mỗi hộp 90 viên. Và quà tặng mình nhận được chỉ duy nhất trong 60 phút vàng này đó chính là một hộp trà sâm 100 gói và một chiếc quạt máy với kiểu dáng và màu sắc ngẫu nhiên rất là đẹp, rất là xịn luôn.
Vậy nên là khi mà chúng ta mua những cái sản phẩm mà có cái chất lượng và cái uy tín tốt á, thì chúng ta cũng sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Và hơn hết là 60 phút vàng này có nghĩa là chỉ diễn ra trong 60 phút thôi. Mà từ nãy đến giờ chị Hương, nếu mà theo cảm nhận gần nửa chương trình rồi. Một nửa rồi hả? Có nghĩa là 30 phút đã trôi qua. Vậy thì còn 30 phút còn lại là thời gian cho những vị khách nào mà chúng ta vừa mở TV lên, hoặc là từ nãy đến giờ đã nghe và cũng đã hiểu, cũng đã biết được rằng à, đây là một cái sản phẩm tốt, đây là một sản phẩm của người Mỹ họ đã sử dụng và tin dùng rồi. Và khi mà nói về, trước tiên là về thương hiệu hai chiếc lá, thì Thắng lại càng kiểu như là rất là tự tin để phải nói về cái thương hiệu này, đó là thương hiệu Natural Gift của Mỹ rồi. Mà hơn hết là cái số lượng sản phẩm của Natural Gift đã đến tay người tiêu dùng qua rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau, đó là khoảng hơn 1 triệu sản phẩm. À, một cái nhấn mạnh rằng đây là phải sản phẩm tốt thì người tiêu dùng mới tin tưởng mua đi mua lại, hoặc là mới lan truyền cho những người thân của mình, lan tỏa cho những người thân của mình để cùng mua. Và khi mà nói về sản phẩm ngày hôm nay, đó chính là viên uống đông trùng hạ thảo Wellness Nutrition, thì chúng ta có thể nói đó là một quá trình của đông trùng hạ thảo. Mùa đông là con côn trùng, mùa hạ có nghĩa là mùa hè sẽ là một loại thảo dược. Đó là từ những cái quá trình như là bướm đẻ trứng này, rồi sâu non hình thành và di chuyển vào lòng đất. Sau đó là sâu non sẽ bị nấm Cordyceps ký sinh, nấm phát triển và hút chất dinh dưỡng từ thân sâu, và bào tử của nấm Cordyceps sẽ được phát tán. Đó là một quá trình để có đông trùng hạ thảo. Và đây á, là cái hình ảnh đến từ Tây Tạng mọi người nhá. Chúng ta biết rằng là cái quá trình hình thành này á, thì cũng rất là đặc biệt. Tại vì khi ở dưới lòng đất á, thì con sâu đã hấp thụ được rất là nhiều dưỡng chất từ cái thổ nhưỡng tốt đó rồi. Sau đấy đến khi mà ký sinh của sâu lên á, thì nó thành là cái cây mọc lên khỏi mặt đất. Thì lúc đó là những cái dưỡng chất đó đã bắt đầu có thể khai thác được rồi. Thì cái quy trình, cái quá trình hình thành đông trùng hạ thảo này, nó cũng chính là cái điểm đặc biệt để nhiều người săn lùng mua đông trùng hạ thảo sử dụng. Đông trùng hạ thảo mà khai thác thô thì ở bên trong đó nó sẽ còn dính một vài những cái tạp chất nữa từ trong lòng đất nữa. Và về thì mình sẽ phải mất thời gian hơn trong cái khâu sơ chế làm sạch. Nhưng bây giờ khi mà khoa học hiện đại rồi, đã có những cái viên uống đông trùng hạ thảo rồi á, thì chúng ta sẽ thấy là cái quá trình mà mình sử dụng, mình chế biến nó sẽ dễ dàng hơn. Nếu như mà đây khai thác như cách Thắng nói này, chúng ta sẽ thấy những con đông trùng này mình lấy ra được này, về mình sẽ phải loại bỏ tạp chất nữa, và loại bỏ theo cách thủ công á, thì rõ ràng là sẽ không thể nào hiện đại như là loại bỏ bằng máy móc được rồi. Cho nên là thương hiệu hai chiếc lá màu xanh cũng là một trong những cái đơn vị mà phải nói là đi đầu trong cái việc nghiên cứu có được những cái viên uống đông trùng hạ thảo với giá thành rất là hợp lý và hàm lượng rất là cao, đúng không nào? Với giá thành hợp lý, hàm lượng cao. Đây, một sản phẩm với chất lượng Mỹ tới người tiêu dùng Việt, có nghĩa là người Việt xài hàng Mỹ tại Việt Nam và sản xuất nhập khẩu từ Mỹ này, rồi được rất nhiều những cái giấy chứng nhận như là FDA của Hoa Kỳ, rồi giấy chứng nhận của GMP. Không phải là sản phẩm nào cũng có thể đạt được những giấy chứng nhận này. Chắc chắn là phải qua những cái khâu kiểm duyệt, qua những cái sự khắt khe của những cái đơn vị uy tín, họ mới bắt đầu là thấy à, đây là một chất lượng đạt được những cái chỉ số nhất định, đạt được những cái sự kiểm duyệt thì mới có thể có những cái chứng nhận này. Và được hàng triệu người tin dùng tại Việt Nam, có nghĩa rằng đã rất nhiều những quý vị tại Việt Nam đã sử dụng rồi. Vậy thì cái sản phẩm ngày hôm nay á, Wellness Nutrition này sẽ có những cái công dụng như thế nào? Chúng ta cùng nhau một lần nữa nhắc lại nhé. Thứ nhất là về hỗ trợ bồi bổ cho cơ thể của mình. Đó có nghĩa là cơ thể của mình mà thiếu hụt đi, hoặc là cơ thể của mình bị lao lực, mệt mỏi, áp lực thì vẫn có thể sử dụng được. Rồi hỗ trợ tăng cường sức khỏe và tốt cho những người vừa mới ốm dậy. Vậy thì có nghĩa là chúng ta có thể mua sản phẩm này để đi thăm bệnh cũng được luôn, cũng rất hợp lý luôn. Rồi, người vừa trải qua cuộc phẫu thuật, người lớn tuổi bị suy giảm sức khỏe đều có thể sử dụng sản phẩm ngày hôm nay. Đó là Wellness Nutrition, viên uống đông trùng hạ thảo, giống như một cái cách thức để chúng ta có thể hỗ trợ cho sức khỏe của mình được tốt hơn mỗi ngày, được cải thiện mỗi ngày. Nhưng mà cái tâm lý của người Việt cũng phải nói với nhau nha. Khi mà nói về cái bộ sản phẩm ngày hôm nay, chúng ta nói là nếu mà mua về một lần là mua được 4 hộp. Mua vậy có nhiều quá hay không? Tại vì 4 hộp thì phải uống tới bao giờ mới hết? Tại vì 4 x 90 là 360, có nghĩa là khoảng 1 năm. Uống 1 năm nghe nó dài, nó dài đằng đẵng luôn đấy. Nhưng mà nhiều người cùng uống thì sao? Đấy, không uống thì sao, thì chắc chắn là cái sao đó thì ai mới biết vì sao. Nhưng mà chúng ta phải nói thêm rằng không có một cái viên uống nào mà uống ngày hôm nay, ngày mai thấy khỏe rồi, không bệnh tật nữa rồi, không có.
nếu có đó là thuốc tiên, mà thuốc tiên thì không có thật. Vậy nên là cái tâm lý của mình trước tiên là mình cứ mua về, mình uống theo một cái quá trình dài để mình thấy là cơ thể của mình thay đổi mỗi ngày, giống như là mình tạo một cái thói quen tốt. Và thêm một điều nữa là nếu mà có cái sự duy trì này á, thì chúng ta mới có thêm một cái sự nhắc nhở cho bản thân của mình rằng mình cần phải giữ sức khỏe mỗi ngày từ cái việc sử dụng viên uống này, từ cái việc mà tập luyện thể dục thể thao, và ngay cả cái phần dinh dưỡng mà chúng ta ăn mỗi ngày nữa, nó cũng sẽ là những cái yếu tố để chúng ta có thể có một sức khỏe thật tốt. Nhưng ngày hôm nay là khung giờ 60 phút vàng, cái đó mới quan trọng đúng không chị Hương? Đúng rồi ạ, 60 phút vàng là khung giờ vàng để chúng ta săn những mặt hàng với mức giá rẻ hơn trong chương trình bình thường. Khẳng định là rẻ hơn, tại vì với những cái viên uống đông trùng hạ thảo này, bình thường thì các cô chú có thể mua 2 hộp hoặc là cũng có những lần bán 3 hộp, nhưng mà lần này chúng ta bán với nhau là 4 hộp luôn ạ. 4 hộp này tương đương 360 viên uống đông trùng hạ thảo sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Một lần mua mình có 4 hộp luôn, và quà tặng khi mình mua thành công không phải chỉ là mức giảm giá không thôi, có nghĩa là đang từ 1.990.000 đồng mình đang được giảm giá sốc chỉ trong khung giờ này còn có 1.390.000 đồng, nhưng vẫn nhận về bộ quà tặng cực kỳ hấp dẫn, đó là một hộp trà sâm 100 gói và một chiếc quạt máy với màu sắc và kiểu dáng ngẫu nhiên. Đây là quà tặng có lẽ là hấp dẫn nhất từ trước tới nay trong những lần cung cấp và tư vấn viên uống đông trùng hạ thảo của hai chiếc lá màu xanh tại VTV Hyundai. Cho nên là nếu mà cô chú anh chị nào canh được trong khung giờ này thì chắc chắn là mình nên mua không chỉ một đơn hàng, đúng không nào? Có nghĩa là một đơn mình mua để mình sử dụng cho bản thân của mình cũng được. Rồi một đơn tiếp theo là đơn thứ hai thì mình có thể mua để làm quà tặng cho ông, cho bà, cho cha, cho mẹ, cho những cô chú, cho những người mà mình thương yêu. Tại vì thật ra là ở VTV Hyundai chúng tôi thấu hiểu được những cái tâm tình của những người con đi làm việc ở phương xa. Khi mà mình ở xa vậy thì mình có thể là gọi điện thoại cho VTV Hyundai, sau đó là nói là tôi muốn đặt một đơn hàng đang được phát sóng, Thắng với Hương đang chia sẻ, thấy nó rất là hay, có quạt nữa, nên bây giờ thôi giao toàn bộ cái quà tặng cũng như bộ sản phẩm chính này về quê của tôi đi. Quê của tôi ở Cà Mau, quê của tôi ở Cao Bằng, ở đâu cũng được, nhưng mà phải đặt đơn hàng, phải thành công thì chúng tôi mới giao đến nhà được. Và khi kiểm tra thì chúng ta chỉ cần thanh toán là 1.390.000 đồng mà thôi. 4 hộp đông trùng hạ thảo Venus Nutrition, mỗi hộp 90 viên, 4 hộp là 360 viên, quý vị nha. Tặng cho quý vị quà tặng vô cùng hấp dẫn chỉ có trong 60 phút vàng này mà thôi, một hộp trà sâm và một chiếc quạt máy màu sắc và mẫu ngẫu nhiên. Đừng bỏ lỡ qua khung giờ này. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 60 phút vàng sẵn hàng giá sốc, giá giảm siêu sâu. Sản phẩm dẫn đầu tại VTV Hyundai. 60 phút vàng giờ đẹp sắc quà. Tuyệt sale daily, giá quà đúng ý. Từ ngàn xưa thì chúng ta đã rất tin tưởng vào những cái bài thuốc đông y, gia truyền, cổ xưa. Và đông trùng hạ thảo thì đã được dùng từ thời đó rồi. Khi mà còn vua chúa thì chúng ta biết rằng là những ông vua cai trị cả một đất nước với một sức khỏe phải thực sự dồi dào thì mới có thể có được tinh thần minh mẫn này, sức khỏe cương tráng này. Và đông trùng hạ thảo đã được nghiên cứu và sử dụng từ thời đó rồi. Có chăng là nó thô sơ hơn bây giờ thôi. Và trong những bài thuốc đông y thì luôn luôn có những cái thành phần đông trùng hạ thảo ở trong mỗi một bài thuốc để hỗ trợ tăng cường sinh lực, thể lực. Đông trùng hạ thảo thì có nhiều dạng, bây giờ thì nó cũng sẽ có nhiều thể khác nhau nữa. Ví dụ như là thể tươi nguyên đế, hay thậm chí là thể nguyên con, hay là sợi. Mà nếu mà nói về đông trùng hạ thảo thì sẽ có tới hơn 600 loài cơ. Tại vì Cordyceps này thì cũng có rất là nhiều loại Cordyceps, Cordyceps sicinis, Cordyceps militaris, Cordyceps rất nhiều. Vậy thì bây giờ làm thế nào để chúng ta phân biệt được? Điều này là rất khó, cho nên phải nhờ vào khoa học hiện đại đã nghiên cứu và chiết xuất thành những cái viên uống thì chúng ta mới không cần phải lăn tăn tới 600 loài Cordyceps có trong đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo khai thác theo cách thô sơ truyền thống của đông y ngày xưa là mình sẽ tìm những cái vùng đất cao, thổ nhưỡng khí hậu cực kỳ tốt. Sau đó mình nhặt những con đông trùng hạ thảo này về làm thật là sạch, rồi bắt đầu mình mới trưng cất hoặc thậm chí là mình nấu, và phải hàng vài tiếng hoặc là mười mấy tiếng đồng hồ mình mới có được một chén đồ ăn hoặc thức uống đông trùng hạ thảo ở giai đoạn đó. Nếu cứ tiếp tục làm như vậy thì cũng được thôi, nhưng mà mất thời gian và mất quá nhiều tiền của. Bây giờ thì các nhà khoa học đã nghiên cứu được đông trùng hạ thảo trong phòng thí nghiệm. Nó vừa sạch này, nó vừa vô trùng này, và nó lại vừa an tâm vì không có tạp chất.
lại là ở dạng những viên uống nữa, chả ai phải trưng cất, không ai phải vất vả gì. Chúng ta cứ nghĩ là mình tặng cho ba mẹ này, hay là mình tặng cho chồng mình đi. Những cái viên uống này thì họ chẳng mất thời gian trưng cất, cũng không mất thời gian nghiên cứu gì hết, chỉ việc uống và sử dụng thôi. Một ngày một viên thôi ạ, là chúng ta cũng đã thấy là gì ạ? Kết hợp cùng với bữa ăn là đã có những cái dưỡng chất rất là hợp lý cho cơ thể của mình rồi. Trong đông trùng hạ thảo chứa rất nhiều axit amin, vitamin, các loại khoáng chất. Và nếu như chúng ta muốn bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và bảo vệ hệ miễn dịch của những người thân yêu trong gia đình, đặc biệt là những quý ông, thì không thể bỏ lỡ sản phẩm ngày hôm nay. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Wellness Nutrition, viên uống đông trùng hạ thảo của Mỹ. Hàm lượng trong mỗi một viên này là cao nha, mình nên để ý với nhiều loại viên uống khác nhau đang được bán ngoài thị trường. Thì đây là viên uống đông trùng hạ thảo có chiết xuất nấm đông trùng hạ thảo rất là hợp lý luôn. 525mg cho một viên là phù hợp để cơ thể của chúng ta hấp thụ tốt và hiệu quả khi uống một viên một ngày cùng với bữa ăn. Chúng ta nên sử dụng để làm gì ạ? Trong đông trùng hạ thảo vốn đã có rất nhiều axit amin, khoáng chất, vitamin rồi. Cho nên nếu lỡ mình có thiếu hụt các cái bữa ăn hàng ngày không đủ dinh dưỡng thì mình nên uống những viên này để hỗ trợ tăng cường sức khỏe, bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, tốt cho người vừa ốm dậy, tốt cho người sau phẫu thuật, phù hợp với người lớn tuổi bị suy giảm sức khỏe, phù hợp với người cần bồi bổ sức khỏe. Cho nên hôm nay mình mới cung cấp cho nhau tới 4 hộp đông trùng hạ thảo, mỗi hộp 90 viên, tương đương 360 viên uống. Nếu bình thường mình mua chưa có quà tặng, giá đã là gần 2 triệu đồng rồi ạ. Còn ngay bây giờ trong 60 phút vàng, khung giờ vàng, mình sẽ sở hữu với giá chỉ có 1 triệu 390 ngàn đồng cho 4 hộp này. Và quà tặng sẽ là một hộp trà sâm 100 gói và một chiếc quạt máy với màu sắc và kiểu dáng ngẫu nhiên. Nhanh tay sở hữu để nhận được ưu đãi hấp dẫn chỉ có trong 60 phút vàng siêu trợ giá hôm nay. Nature Gift là một trong những thương hiệu thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thiên nhiên hàng đầu tại Hoa Kỳ. Các sản phẩm của Nature Gift đều mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe bền vững một cách toàn diện, cải thiện và đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng như trí não, tim mạch, xương khớp, hoạt huyết, đề kháng. Sức khỏe, chất lượng sống và sự phát triển luôn được chúng tôi ưu tiên và trân trọng. Điều đó được thể hiện thông qua các cam kết. Nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên, điển hình như dầu cá, dầu hạt lanh, đông trùng hạ thảo, linh chi, dây thìa canh. Sản phẩm được nghiên cứu, kiểm nghiệm chặt chẽ bởi các chuyên gia hàng đầu tại Mỹ trước khi đến tay khách hàng. Chuẩn chứng nhận FDA và đạt tiêu chuẩn GMP của Hoa Kỳ. Để được chứng nhận FDA, trước hết các nhà máy, nơi sản xuất và chất lượng môi trường làm việc của Nature Gift phải tuân thủ tiêu chuẩn CGMP, Good Manufacturing Practice. Sau đó trải qua tiếp quá trình kiểm định của FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ. Bước này có thể kéo dài nhiều năm, tập trung xoay quanh các kiểm nghiệm lâm sàng theo tiêu chuẩn y tế trên các tình nguyện viên. Nature Gift có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2016. Hiện tại, Nature Gift là thương hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thương hiệu đa dạng với hơn 30 dòng sản phẩm, mỗi tháng hơn 80.000 sản phẩm được bán ra trên thị trường toàn quốc. Món quà từ thiên nhiên, chăm sóc cuộc sống khỏe đẹp và hạnh phúc. Bao giờ cảm thấy là cái nhịp sóng đôi lúc nó nhanh quá không mà chúng ta kiểu sẽ bị bất ngờ tại vì mình thật ra là thời gian mà trôi qua nha, giống như là 10 phút, 20 phút, 30 phút nó trôi qua nhanh lắm mà đôi lúc là chúng ta không thể kiểu như là kiểm soát được, mà chúng ta luôn lắng nghe nhau thôi,
lắng nghe được những cái nhịp tim, lắng nghe được những cái nhịp hiệu ứng, lắng nghe được cái nhịp nhắc nhở của cơ thể của mình, thì chúng ta mới biết được rằng là chúng ta trân quý từng cái hơi thở của mình như thế nào. Và cái hơi thở đó thì nó lại liên quan đến yếu tố sức khỏe. Sức khỏe chúng ta tốt ý, thì chúng ta cũng sẽ thấy ngay thôi, trên gương mặt của một người sức khỏe tốt thì luôn tươi cười. Đây ạ. Giọng nói có thể luôn sang sảng. Chính xác. Phong thái thì lúc nào cũng rất là ổn định. Thường á, những người mà có sức khỏe tốt thì cái thần thái toát ra bao giờ cũng gây rất nhiều cảm hứng, rất nhiều những cái niềm vui và năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Đúng, chính xác. Vậy khi được hỏi làm thế nào để luôn có được cái thần thái đó thì bên trong cơ thể của chúng ta phải khỏe. Làm sao để bên trong cơ thể của chúng ta khỏe, chúng ta phải nuôi dưỡng hàng ngày. Bằng cách nào? Bằng cách dùng những cái sản phẩm hỗ trợ ngoài cái việc mình ăn uống ra. Chắc chắn trong một ngày chúng ta không thể nào ăn uống đầy đủ dưỡng chất được, cho nên nếu có thiếu hụt thì mình hãy bổ sung để hỗ trợ bồi bổ cơ thể này, hỗ trợ tăng cường sức khỏe này. Và dòng sản phẩm hôm nay đang được tư vấn trong duy nhất khung giờ này, đó chính là những viên uống đông trùng hạ thảo Wellness Nutrition. Hãy thay trong tủ thuốc nhà mình là những viên thuốc đi, đừng thuốc nữa. Mình hãy dùng những cái viên uống bổ sung cho sức khỏe của chúng ta. Và hôm nay mình đang có cơ hội mua là gì ạ? 4 hộp viên uống. Ví dụ như đây là tủ thuốc nhà mình đi. Thay vì trong này là gì? Là thuốc chữa, là thuốc giảm đau, là những cái thứ mà chúng ta phải theo liệu trình của bác sĩ, thì bây giờ mình hãy thay bằng những cái viên uống mà hàng ngày mình có thể tự sử dụng được. Đó chính là gì ạ? Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tăng cường thể lực và cả sinh lực. Đó chính là viên uống đông trùng hạ thảo Wellness Nutrition, sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Cam kết mạnh mẽ là bồi hoàn 500% nếu không phải sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Nên là các cô chú anh chị cứ yên tâm, phải không nào? Mua 1.390.000 đồng mà cam kết bồi hoàn 500%. Phải nói là cái con số nó quá gấp nhiều lần để nói với nhau rằng cái thương hiệu và cái uy tín chất lượng của họ như thế nào, thì họ mới dám khẳng định cho điều đó, họ mới dám nhấn mạnh cho cái câu chuyện bồi thường 500% này. Vậy nên cứ yên tâm mà mua, cứ yên tâm mà sử dụng. Hơn 1 triệu sản phẩm đã được bán ra như một minh chứng rằng Natural Gift là một sản phẩm, là một thương hiệu đã được rất nhiều những quý vị khách hàng tin yêu và sử dụng trong suốt thời gian vừa qua. Mà từ nãy đến giờ nha, nói về cái sản phẩm chính phải nói thêm cái quà tặng. Đúng, ngồi quà tặng ngay bên cạnh này nè. Luôn. Nó rất là mát, tại vì hôm nay là cái số phát sóng này là 60 phút vàng nên khi mà nói đôi lúc cũng bị toát cả mồ hôi nhưng mà không thể nào mà ngừng cái nhịp nói được. Nhưng mà may quá có chiếc quạt này bên cạnh thì mới thấy được cái sức gió nó cũng đâu đó là thoang thoảng qua bên này, nó cũng cho thắng được những cái cảm giác là rất thoải mái khi có chiếc quạt ở bên cạnh. Vậy thì nếu nhà của chúng ta, trong ngôi nhà của mình có chiếc quạt xinh xinh, nhỏ nhỏ nhưng đầy cái sức gió mạnh như thế này, từ cái nấc là 1, cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, chúng ta có thể bấm một nút bấm để thay đổi như thế này. Thì rất đơn giản, muốn tắt đi, nhấn nó xuống. Đó, thấy không ạ? Quá dễ dàng để ông bà, những người lớn tuổi trong nhà của mình cũng có thể dễ dàng sử dụng và thao tác với chiếc quạt này. Quạt này mua về đi, đặt trong phòng ngủ, hợp lý luôn. Phòng ngủ các con, phòng ngủ của ông bà cũng hợp lý luôn. Mà nha, không phải nhà nào có máy lạnh là không có quạt đâu. Tại vì thật ra là xài máy lạnh ấy, nếu quý vị muốn tiết kiệm điện, Thắng cũng muốn chia sẻ thêm là có chiếc quạt này đi. Lúc mà khoảng 15-30 phút đầu tiên mở máy lạnh lên á, mở chiếc quạt này lên để cho cái quạt này nó tác động vào cái lực của máy lạnh, nó làm cho cái phòng của mình mau lạnh hơn và tiết kiệm điện hơn. Vậy nên thôi bây giờ, mua sản phẩm chính để được quà tặng một chiếc quạt và 100 gói trà sâm. Vậy nên bây giờ phải làm gì? Phải nhấc điện thoại. Vậy nên bây giờ phải làm gì? Phải xác nhận đơn hàng ngay bây giờ thôi. Chúc cho quý vị sẽ có những đơn hàng thành công cùng với VTV Hyundai. Còn bây giờ thì cho phép Minh Thắng và Linh Hương xin chào và hẹn gặp lại.